24 tiếng đồng hồ mẹ cha túc trực, lựa con hiền tột bực hiếu chung. Đạo đồng ơi hãy gian núp bóng tùng, cùng huynh để trùng phùng lo liệu. Duyên lời út mở lời tho diệu, cho hồng trần nghĩ lại xem qua. Ai con hiền trả hiếu mẹ cha, thầy với tổ của ta cu vớt. Biết lời vàng út đây chia sớt, nếu ăn cay chay ớt nồng nàn. Nếu biết tu phải hiểu cha Ngọc Hoàng, nơi chính bể tòa vàng điện ngọc. Kỳ tam ba mẹ cha du di lừa lọc, thầy thương một đàn để biết học quyền cơ. Thôi hôm nay cũng được đúng giờ, khai hội lễ cho biết bờ biết bến. Về đây đất Phật kể hiển linh, nếu ai biết được sân trình đáo lai, vu vi độ cho con đạo nam nữ gái trai. Khắp nơi càng khôn vũ trụ đáo lai trở về, nơi đất Việt có gốc bồ đề to lớn. Mẹ thương trần để cho được cái bánh chớn xe lăn, tu thật lòng ta lại tầm phăng. Đó là có gốc cội nguồn căn nhiều kiếp. Chúc thấm sâu dịu dịu nước hoa ha tươi mát con hiền. Nam mô Phật. Tại ngày nay là ngày lễ tổ thầy điện quang trở lại hộ trì linh căn, chúc cho tất cả đại đồng năm châu bốn biển được nhiều bình yên. Lời tỷ chúc như quyền thiên thâm diệu, như nước ma ha tươi mát bụi trần, cho con mẹ dưới trần gian được nhiều phước huệ, sự linh căn quay lại mạng này. Tại vì mang trót đại kỳ long qua trở lại biên thì tại lai, đi trên đường đạo được thuận thiền xuôi gió, căn con mẹ xuống trần phải chịu gian chân. Mai về cõi xứ Linh Sơn, hồn thiên trở lại tam kỳ hậu lai. Sông nước biết mơ khai dịu dịu, nước thấm cung gợi lại một tình thương. Thấm sâu chỉ gốc kiên cường, lòng trung hiếu đạo mà tình thương gạt gào. Sống trong cảnh sơn hào Nam Bắc, thời chiến tranh còn giữ lại một tình thương. Năm châu bốn biển trở về, Nam Thiên cởi gia hậu tời thái lai. Ba năm chỉ hẹn một ngày, chờ sang năm mới trở về quê xưa. Đất Tam Kinh sông sâu biển gió, người hiền lương mới được thanh tao. Sông sâu gió cương gạt vào, tình thương tất cả một màu yên vui.
về nơi đây xứ làng hòa hảo, nơi tổ thầy dựng đạo sớm khai. Ngày sau con cháu hội tề lĩnh căn quy tụ trở về nơi đây, rồi mới được giọng rồng tiên của con mẹ. Mẹ trở về lại đau phong xương, Nam Thiên gió mát sơn hương, thì chung đất Phật một màu thị lai. Tới chừng đỏ Gia Lai thăm hậu, thầy trở về thăm bâu linh căn. Ai tu sẽ được hưởng phần linh căn trở lại màn này kỳ ba. Rồi sau đó dựng lên sơn hà tam giáo, ba lá cờ phong đạo Thái Bình Sơn. Chiều khương nước lại thấm nguồn, anh thư trở lại biên trường cõi xưa. Các linh căn xuống trần gian tam giáo hảo, phải lo tu dựng đạo tam kỳ. Kỳ ba trở lại Long Phi, chiều cương trở lại biên thùy là đây. Tới đừng đó xâm dày lại một, một đất trời lại một thuận tiên. Con cha con mẹ xuống miệng trần gian phải chịu nhà nhồi gian chân. Ngày nay là ngày 24, vậy mà ngày ngày đại lễ tổ thầy Bủ Sơn. Chúc cho tất cả đại đồng gan tu gan học, mai về cõi xưa. Về trên tấn tầng mây tam giáo hào, mẹ lại con thiền dứt. Con mẹ trở về, về cho đúng bậc sơn khê. Anh thư Nam Quốc cận kề Nam Thiên, chúc cho cô được thâm quyền thâm hậu, được sáng ngời như dần đảo nước ba. Mẹ ban tứ gại tình thương, mẹ ban sứ mệnh cho cô xuống trần. Đi chúc pháp chúc căn vô hằng cho tất cả, cho con hiền của mẹ tay lai. Về gia biết tu đạo hoàng khai, biết lo niệm Phật tu mà mau mau. Đặng mai sau mẹ rước về cũng son gấm gốc, đặng tu hiền mai được về cảnh tiên. Tại vì con mẹ xuống chăn miền, trở về làng hòa hảo nơi cung truyền tại lai. Chúc cho tất cả anh tài về đây tụ hội liên đài mẫu nghi, rồi sao sẽ được Long Phi ba năm trở lại mà hậu tời linh căn. Thầy về đây xin dạy Nam Bắc rồi trở về lại một cội ngành trung. Chúc cho cô bác gần xa về gia tu đạo, nhà nhà an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Như Lai, Nam mô A Di Đà Phật. Lời giảng
thốt ý dân thơ quý, thương đạo đồng mở hí lời thơ. Úc chúc cho đạo hữu trong nước ngoài nước biết được đúng giờ, sau này có Phật phất cờ khắp nơi, độ cho công chúng dị thời tiến bước. Mẹ với cha thầy mực thước đang đo, nếu ai biết được ráng lo, tụ mau kẹo về. Út chị hát hò cho ba già, chúc cho cô bác gần xa quay về tu thật kỳ bá đạt thành. Nay Úc Hòa Duyên nói dành lời thơ ý, tỷ muội hiền mở ý lời thơ. Chúc cho cô bác được nhờ Đông Tây Nam Bắc cũng thờ thiêng liêng, đây đất Phật tại miền hòa hảo. Lân hòa hảo này lửa ai con thảo con hiền, nếu ai có được căn duyên ráng tầm chân lý, được lên thuyền của du di. Ngày lễ hội 24 cuối năm 2022 sắp qua, 2020 sắp đến. Út nghe lời vàng của thầy, Út cũng quý mến vô biên. Mượn lời văn gieo duyên khắp cả trần miền, thầy bảo rằng mèo kêu ba tánh lao sao, đến chừng rồng răng mau đào chỉnh ghê. Con ngựa đang đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị xáo xào, cánh phía gà gây máu đào sẽ ngưng. Nói ra nước mắt rưng rưng, thầy bảo dân đừng làm ác làm hung. Sáng tu ta lại quy cùng, về nơi đất Phật chung hùng để lo. Riêng phần Út đưa đò cho công chúng, mượn thân này hữu dụng với bề trên. Chúc cho cô bác đắp nền lóng qua đại hội có tên bạn vàng. Sống còn cũng lực từng hoàng, cầu thầy cứu độ khắp đàn con tơ, từ xa cho đến được gần. Khắp mà bao nhiêu trăm nước, có phần nhanh chân về đây hòa hảo thôn Lân, tầm nơi Phật pháp có phần hưởng chung. Tu nhất kiếp thung dung nhiều kiếp, lễ hỏi thầy đúng dịp trở về. Thấy chúng sanh khắp cả thôn quê, thành giới thị mọi bề lo liệu. Còn riêng Út mở lời
thó diệu, nhắc cho đạo đồng hai gián lập công. Giữ lễ thầy ta biết hội mấy dòng, Phật tiên thánh cho chỗ bông sen bao. Lựa nam nữ nếu ai con hiền, con thảo còn út đây đang dạo ta bà. Chúc cho đạo đồng đất nước gần xa, biết cung kính mẹ cha tiên thanh. Về đất Phật mà nơi đây của thánh, chánh nhiệm màu Phật thánh ban ra. Chúc đạo đồng cô bác gần xa, để hội tụ kỳ ba chiên chót. Nếu không tu thân ta thoát lọt, làm sao hồn kia biết bòn mốt tu mi. Kính trình cha các đấng quyền di, thầy cứu độ khắp thì bao trăm nước. Dễ hòa hảo đúng thời tu tịnh, cha du di chân chỉnh bút phê. Lửa con hiền ai ở ai về, ai gieo giống bồ đề Phật pháp. Nơi đất Phật ta đây phù hợp, âm giới dương hấp thụ điển lành. Chúc cho mỗi hiền được lại điển thanh, trao lời ý cho chị anh xem thấy. Mẹ với cha phụ điển cũng nhìn thấy, cố đàn con biết mấy đau lòng. Thôi giống xưa ta ráng tỉa chồng, thì thầy cứu ta lập công rồi bồi đức. 24 tiếng đồng hồ mẹ cha túc trực, lửa con hiền tột bực hiếu chung. Đạo đồng ơi hãy gian núp bóng tùng, cùng huynh để trùng phùng lo liệu. Viên lời út mở lời tho diệu, cho hồng trần nghĩ lại xem qua. Ai con hiền trả hiếu mẹ cha, thầy với tổ của ta cu vớt. Biết lời vàng út đây chia sớt, nếu ăn cay chay ớt nồng nàn. Nếu biết tu phải hiểu cha Ngọc Hoàng, nơi chính bệ tòa vàng điện ngọc. Kỳ tam ba mẹ cha du di lừa lọc, thầy thương một đàn để biết học quyền cơ. Thôi hôm nay cũng được đúng giờ, khai hội lễ cho biết bờ biết bến. Chúc đạo đồng ai cũng quy mến, kính trình lên cho được bản vàng. Mẹ với cha sắp lại lớp lan, cho con đạo mở khai tràng tu tịnh. Thôi lời vàng út đây xin mẹ cha chấn chỉnh, thầy cu nguy cho con dịnh lai lèo. Để hòa duyên cho khắp mi cả đồng bào, bao nhiêu trăm nước mau mau tu học. Tu thật đi mẹ cha bao bọc, khắp càng khôn để học tâm linh. Nay điển lành con nguyện con xin, nơi chính bể quyền linh chưng giam. Thấy cảnh trần út đây ám đàm,
rơi lệ hồng chẳng dám thở than, vì thấy đời khắp cả trần gian còn đau khổ chớ lên thoàn được hết. Thấy cô bác Út đây cũng mê mết nên mở lời trao đổi quyền di, xin mẹ cha cũng được chứng chi cứu đàn con kỳ thi chiên chót. Nếu không tu thiền năng thoát lọt rồi hồn thiên, đừng có khóc có than, về nơi đây hòa hảo mở pha tràng, chúc cho cô bác mở mang chi tệ. Nếu tu thật mẹ cha bảo vệ, thầy cô nguy khỏi sợ điều chi, về nơi đây đất của quyền di, con cung kính vậy thì cha mẹ, thầy cứu nguy đàn con mau lẹ, khắp mi càng khôn con sợ tách bẻ ra rời, đây mất còn cũng do lực trời, nhờ mười phương Phật độ cho khắp nơi con đạo. Nếu ai mà đúng người con hiếu thảo, về nơi đây cung kính quyền di, Kim Sơn Phật là hòa hảo vậy thì, nơi đất Việt tầm chi quy mến, chúc mi đạo đồng đêm nay về rõ, nhìn xem đời mẹ chẳng bỏ một ai, cha ghi tên nam nữ gái trai, về đất Phật đạo lai hòa hảo, hòa thôn này thương cũng đồng đạo, chúc cho đạo đồng hải hiếu thảo mau lên, tu nhất tâm có tuổi có tên, nền đạo pháp đắp nền long hội, mẹ cùng cha thầy đây cứu gọi, ráng chèo bơi tập lỗi kỳ cùng, Út diễn văn như thể Út cùng, mà nhắc cho đạo bông tùng che mát, điển quyền linh nửa đêm mẹ tươi mát, nên Út mở lời Út hát Út ca, nếu ai tu thật dạ đền đáp mẹ cha, thì có thầy kỳ ba cứu độ, nam mô sáu chữ mở lời Út gieo duyên để cho tỷ muội, cô bác hối ngộ để chuộc lại nhiều đời, ta biết cái công phu mẹ với cha dẹt ngang mây mù, cho con trẻ công phu ngày hai buổi, nếu sống một mình đời ôi thui thui, mẹ thương trần để có nhắc lời vàng, chúc cho đạo đồng mở khai pha tràng, đêm nay được kỳ mở mang truy tệ, mẹ cùng cha lúc nào cũng bảo vệ, thầy ơi thầy cứu độ đàn con, chúc cho nữ nam hải giang mốt bòn, cùng mấy trăm nước để còn tụ hiệp, tu tiến lên để mình cho kịp, hồn thiên kia cứu kịp xác phàm, về đây đất Phật già lam, chúc cho đạo đồng để được nghe tầm đạo già lam của tiên Phật. Nam mô sao chữ Di Đà, ban cho tất cả nhà nhà lo toan, nếu ai biết cũng son bờ bên, cùng để huynh dắt đến trường thi, mở lời vàng là cũng đề thi, chúc đạo hữu khắc ghi tội nguyện. A Di Đà Phật. Chào quý cô, quý cậu. Chào quý cô, quý cậu. Đây, mình đêm nay mình được về là cha mẹ thầy tổ Vu Vi ở nơi đất làng Hòa Hảo, và cái sự nhiệm màu Út nghe lời vàng tiếng ngọc của cha mẹ ban điển lực quyền di nửa đêm phia, Út là để bước theo đường Phật pháp, thi văn giáo lý, xuống bút cơ quyền cứu độ quần sanh, để có điển lành cứu thế, chứ giống lành xưa không dâm làm sao được dễ bám cái lòng đất của mẹ, để rồi mình đi trễ không có kịp thời. Đó là con của cha mẹ vị thời,
cháu của thầy tổ khắp nơi đó, khắp nơi bốn biển. A Di Đà Phật, chúc cho đạo đồng khắp nơi bốn biển của Đông Tây Nam Bắc, của càn khôn vũ trụ đang hơi thở hấp thụ nuôi thân, có phần là có phước, mực thước thì mẹ đo, thầy cho sống vĩnh cửu. A Di Đà Phật, tại vì sát phàm đang hấp thụ điển không gian âm dương đang khai mở pha tràn, nếu ai biết được nghiêm trang với Phật trời, còn chỉ riêng Út trao đổi ít lời cho thời cô bác khắp nơi tận tường, nay mở hội đúng trường để hòa hảo, thầy cứu độ cho con nào hiếu thảo quy coi, sáng mà chân lý đắp bồi, hồn thiên ta được mấy hồi tu thân. A Di Đà Phật, có thân thì phải có chân linh. Cảm ơn A Di Đà Phật, có thân là phải có chân linh. Thì mong cầu á, cái clip vi véo này của cháu Nguyễn là một khi cái nguồn sống động âm dương của cha mẹ phủ quanh kim thân của cô bác chị em đêm nay là đêm 24, mai 25 là ngày đản sanh của Kim Sơn Phật là thầy Vũ Sơn Kỳ Hương của Phật giáo Hòa Hảo. Nếu mẹ cha bảo Út mở lời cho cộng đồng, ai con nào hiếu thảo thì kính trình về đây đất Phật kể hiển linh, nếu ai biết được sân trình đáo lai, vu vi độ cho con đạo nam nữ gái trai khắp nơi càn khôn vũ trụ đáo lai trở về nơi đất Việt có gốc bồ đề to lớn, mẹ thương trần để cho được cái bánh chớn xe lăn, tu thật lòng ta lại tầm phăng, đó là có gốc cội nguồn căn nhiều kiếp. Nam mô A Di Đà Phật.